Sau đây là kết quả xổ số Bình Thuận, thứ năm, ngày 14 tháng 12 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 6. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 2, 7. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4281, 6335, 3326. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1687. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 63482, 31442, 27926, 90284, 27426, 84419, 94589. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 17503, 97388. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 79964. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 06090. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 389053. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 389053.